Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8, 1945-2021. Cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tay đứng dậy, tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 vĩ đại, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Thành công của Cách mạng tháng 8 đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành những người làm chủ đất nước. Trong thắng lợi của cả dân tộc, có đóng góp quan trọng của quân và dân vùng mỏ, đã đứng lên đấu tranh, đưa Quảng Ninh trở thành địa phương tiến hành giành chính quyền sớm nhất trong cả nước. Vào đầu năm 1945, ở Đông Triều đã từng bước hình thành một căn cứ khá vững của lực lượng vũ trang cách mạng. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng, với lực lượng sẵn có, ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương, cũng có thể giành sự thắng lợi mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn. Ngày 8 tháng 6 năm 1945, lực lượng vũ trang cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đồng loạt tấn công đánh chiếm các đồn Đông Triều, Mạo Khê, Tràng Bạch, Chí Linh, giành chính quyền về tay nhân dân. Chiều cùng ngày, tại đình Hổ Lao, ban lãnh đạo nghĩa quân Đông Triều do Nguyễn Bình đứng đầu đã tuyên bố thành lập đệ tứ chiến khu, còn gọi là chiến khu Trần Hưng Đạo, chiến khu Đông Triều, lập ủy ban quân sự cách mạng, lập đội vũ trang tuyên truyền. Sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của chiến khu Trần Hưng Đạo có vai trò đặc biệt quan trọng, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của quân chúng nhân dân, tạo thế và lực mạnh mẽ để khởi nghĩa giành thắng lợi vang dội ở Quảng Yên, tỉnh lỵ đầu tiên trong cả nước được giải phóng. Tiếp sau đó là Hồng Gai, Cẩm Phả, Cửa Ông, Tiên Yên. Là người nhiều năm nghiên cứu về đất và người Quảng Ninh, ông Nguyễn Cảnh Loan cho rằng Cách mạng tháng 8 ở Quảng Ninh có nhiều điểm đấu tranh độc đáo, sáng tạo, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cả dân tộc trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Trước Cách mạng tháng 8, ngày 20 tháng 7 năm 1945 thì giành chính quyền ở Quảng Yên. Sau ngày 20 tháng 7 thì lực lượng vũ trang đệ tứ chiến khu tổ chức một cuộc rước chiến Lê Phòng từ Quảng Yên về Đông Triều bằng phương tiện đường bộ. Đấy là đáng nhớ nhất. Cái sự kiện thứ hai đó là giành chính quyền bằng hiệp thương chọn cờ giữa Việt Minh và Việt Cách, không mất tiếng súng, không mất cuộc đấu tranh vũ trang, mà chủ yếu là đấu tranh chính trị, dùng mưu trí để đấu tranh chính trị giành thắng lợi. Thắng lợi trong Cách mạng tháng 8 năm 1945 tại Quảng Ninh là thắng lợi của tinh thần chấp hành nghiêm chỉnh và sự vận dụng đúng đắn đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng vào thực tiễn địa phương, thể hiện sự đúng đắn trong việc chọn thời cơ, chớp lấy thời cơ và tấn công liên tục kẻ thù, giành chính quyền về tay nhân dân. Đó cũng là thắng lợi của tinh thần đoàn kết trong Đảng, đoàn kết quân dân và đoàn kết các dân tộc. Kế thừa những bài học kinh nghiệm quý báu của lịch sử, vận dụng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đã tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình đổi mới phát triển của tỉnh. Nhất là 5 năm trở lại đây, kinh tế của Quảng Ninh liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,7% một năm. Tỉnh tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu ở nhiều chỉ số, cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, trở thành điểm đến hàng đầu cho các nhà đầu tư chiến lược. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, mặc dù chịu nhiều tác động từ đại dịch COVID-19, nhưng tỉnh đã thực hiện rất tốt mục tiêu kép, giữ vững địa bàn an toàn, đồng thời giữ vững sức sản xuất của các trụ cột kinh tế. Tự hào lắm, vì Quảng Ninh mình thay đổi nhiều lắm. Trước đây thì nhà thì cấp 4 thôi, loan án công nhân thôi. Bây giờ nhà cao cửa rộng, đường thì rộng thênh thang, cao tốc ấy, thì liên kết với nhiều tỉnh thành trong khu vực, đã tạo thêm một cái bước nhảy vọt về mặt kinh tế. Đặc biệt từ năm 2020 đến nay, dịch Covid rất phức tạp, nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn phát triển được, là một trong những đơn vị dẫn đầu của nước. Cho nên rằng dân chúng tôi ấy, rất tin tưởng vào bộ phận lãnh đạo hiện nay. Những ngày cách mạng tháng 8 lịch sử đã qua 76 năm, hào khí của chiến khu Đông Triều, chiến thắng Quảng Yên và các cuộc khởi nghĩa của công nhân mỏ, nhân dân các dân tộc Quảng Ninh vẫn mãi vang vọng, là mốc son trong lịch sử đấu tranh của nhân dân vùng mỏ kiên cường và cũng là động lực để vùng mỏ hôm nay làm nên những kỳ tích mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của cả nước. Cùng với việc quan tâm đầu tư các chân kè, phủ xanh bãi thải, xử lý nước thải mỏ, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ vào xử lý và tái sử dụng một số loại chất thải nguy hại,
phát sinh trong hoạt động sản xuất than, vừa bảo vệ môi trường, vừa tăng hiệu quả kinh tế. Mỗi năm, các đơn vị sản xuất than tại Quảng Ninh phát sinh gần 2.000 tấn dầu đã qua sử dụng. Hầu hết số dầu này được công ty môi trường TKV thu gom để tách lọc tạp chất, trưng cất thành dầu FO, tái sử dụng làm nguyên liệu đốt cho các nhà máy cơ khí, qua đó làm lợi kinh tế trên 9 tỷ đồng. Xử lý qua dây chuyền và đạt tỷ lệ là 80-90% thu hồi, còn dầu cặn và tách và nước về dầu cặn thì là sẽ đưa sang bên lò để đốt xử lý. Ngoài tái chế dầu thải, công ty môi trường mỏ TKV cũng nghiên cứu đầu tư cải tiến công nghệ nhằm nâng cao tỷ lệ tái chế nhiều loại chất thải, phế liệu từ hoạt động công nghiệp mỏ. Từ đầu năm 2021 đến nay, nhà máy xử lý chất thải nguy hại của đơn vị đã thu gom tái chế gần 800 tấn dầu cùng hàng trăm tấn phế liệu như ắc quy, lốp xe, kim loại, giá trị sản xuất khoảng 18 tỷ đồng. Việc xử lý môi trường luôn được đảm bảo nghiêm ngặt. Sau khi xử lý các lượng rác nguy hại qua lò đốt thì cái lượng tro còn lại nó sẽ không ảnh hưởng đến môi trường nữa, và chúng tôi đã vận chuyển ra các bể chôn lấp, và cái lượng khí thì là chúng tôi xử lý vậy là đạt tiêu chuẩn quy định. Phân xưởng sẽ tham mưu và đề xuất với lãnh đạo công ty là đưa khoa học công nghệ vào trong các dây chuyền sản xuất, đặc biệt nhất là dây chuyền xử lý dầu thì sẽ bổ sung các hệ thống phi nọc vào trong dây chuyền để làm sao đó tăng cái tỷ lệ thu hồi, nâng cái tỷ lệ thu hồi của các dầu thải sau xử lý. Với dây chuyền xử lý thùng phi thì phân xưởng để tham mưu cho đồng các đồng chí lãnh đạo công ty để bổ sung thêm một cái thiết bị máy cắt và cán, tạo ra những cái sản phẩm nó hữu ích hơn và tỷ lệ thu hồi cao hơn. Trung bình mỗi năm, công ty môi trường TKV thu gom tái chế trên 4.000 tấn chất thải nguy hại, qua đó góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn tại tỉnh Quảng Ninh. Xác định người dân phải là trung tâm trong phòng chống dịch COVID-19, cùng với yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K và đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng, các địa phương của tỉnh, trong đó có huyện Ba Chẽ, vẫn đang duy trì hiệu quả các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng. Mục tiêu cao nhất là không để phát sinh lây lan dịch COVID-19 trong các khu dân cư. Với đặc thù là địa bàn có gần 100% người đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp giáp với một số địa phương cả trong và ngoài tỉnh, nên công tác thông tin tuyên truyền luôn được tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng tại xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ tích cực và chủ động nhằm hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Tôi cũng thành lập một cái nhóm thôn thì cho các hộ đều tham gia thường xuyên, các lãnh đạo xã có công văn gì triển khai gửi về đến thôn tôi lại gửi trực tiếp cho tất cả mọi người, cả mọi nhà ai cũng phải biết, ai cũng nắm, thì bảo bà con cũng thấy có người lạ đi qua đường hay là đi vào thôn thì cũng phải nhanh chóng báo cấp có thẩm quyền ở thôn tuyên truyền người ai đi ra khỏi địa bàn tỉnh về thì cũng theo chỉ thị của cấp trên. Huyện Ba Chẽ có 294 tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng tại 7 xã và 1 thị trấn. Từ đầu năm đến nay, các tổ tự quản phòng chống dịch ở đây đã tham gia cùng trạm y tế, truy vết, giám sát 349 người có yếu tố dịch tễ và thực hiện cách ly tại nhà. Trên tinh thần chủ động trong mọi tình huống với phương châm 3 trước 4 tại chỗ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện chỉ đạo các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, các phòng ban chuyên môn, tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình di biến động dân cư, kiểm soát người ra vào địa bàn, kịp thời thông tin chính quyền địa phương, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch. Sau khi được chính quyền địa phương, lực lượng chức năng nhắc nhở, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, sổ lưu thông tin khách hàng, trang bị vách ngăn để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Địa bàn thị trấn thì tổng có 75 tổ COVID cộng đồng. Hiện nay thì cái tổ này vẫn đang duy trì hoạt động rất là tốt, đặc biệt là nắm cái tình hình di biến động dân cư. Hàng ngày thì các tổ sẽ nắm thông tin là những người từ tỉnh ngoài vào để trước 9 giờ sáng là báo cáo với ban chỉ đạo huyện. Cùng với đấy thì hàng ngày, cuối ngày cũng sẽ báo cáo tình hình chung về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, từ công tác thông tin tuyên truyền cho đến kiểm tra xử lý vi phạm. Khắc phục những khó khăn do đặc thù địa hình và phân bố dân cư của địa phương miền núi, các thành viên tổ phòng chống COVID-19 huyện Ba Chẽ vẫn đang nỗ lực bám sát địa bàn, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền,
hướng dẫn, nhắc nhở và kiểm soát chặt chẽ người ra vào, quyết tâm ngăn chặn không để mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ đầu năm 2021 đến nay, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tích cực triển khai việc giảm giá điện, tiền điện cho các đối tượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định. Qua đó góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung với bớt khó khăn, ổn định hoạt động và yên tâm phòng chống dịch. Trong lần giảm giá điện đợt 3, có 378 cơ sở lưu trú du lịch đã được giảm giá điện với mức giảm chuyển đổi từ giá kinh doanh sang giá sản xuất theo quy định của Bộ Công Thương. Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền là 7 tháng từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12 năm 2021. Doanh nghiệp của chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía ngành điện. Thứ nhất là trong vấn đề là đảm bảo nguồn cung về dịch vụ điện để chúng tôi đảm bảo việc sản xuất kinh doanh. Thứ hai là cũng nhận được sự hỗ trợ kịp thời bằng việc giảm giá điện và đã hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể giảm được một khoản chi phí khá lớn, chia sẻ đồng hành để giúp cho doanh nghiệp có động lực vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Ngành điện Quảng Ninh cũng đang triển khai giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm và đã nhiễm COVID-19, giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Đối với chúng tôi, đây là một cái việc làm rất là nhân văn. Các cơ sở khám chữa bệnh thì chúng ta đều biết là cái chi phí chống dịch rất lớn, nhưng nguồn thu thì giảm. Cái việc hỗ trợ để giảm giá tiền điện trong giai đoạn này tôi cho là rất phù hợp. Đây là một cái yếu tố nó góp phần vào cái giảm bớt cái khó khăn cho các cơ sở khám chữa bệnh nói chung, cũng như là góp phần vào vấn đề về an sinh xã hội trên địa bàn. Hiện Công ty Điện lực Quảng Ninh đang tiếp tục triển khai hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện đợt 4, thời gian áp dụng như đợt 3. Đối tượng khách hàng là các cơ sở thực hiện nhiệm vụ cách ly y tế tập trung, có thu một khoản phí của người phải cách ly theo quy định của Chính phủ. Cái đợt 4 của chúng tôi thì có thêm 25 khách hàng, nghĩa là tổng số trong hai đợt chúng tôi sẽ là 445 khách hàng. Và dự kiến thì cái số tiền mà chúng tôi sẽ giảm giá cho các khách hàng là 33,5 tỷ đồng. Cùng với việc đảm bảo hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện theo đúng đối tượng theo quy định, ngành điện cũng khuyến cáo người dân kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm điện trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chuyển sang phần tin trong nước. Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa ký ban hành văn bản gửi các tỉnh Bạc Liêu, Bình Phước, Sóc Trăng về tiếp nhận số gạo dự trữ quốc gia phân bổ cụ thể cho từng tỉnh theo đúng quy định, đồng thời yêu cầu đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2021, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực phải hoàn thành xong việc giao nhận gạo cho 3 tỉnh Bạc Liêu, Bình Phước, Sóc Trăng theo đúng quy định, kịp thời hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa đang bảo quản trong kho để khi xuất hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương sử dụng và đảm bảo chất lượng tốt. Trang tin công nghệ Digitimes của Đài Loan vừa có bài viết dự báo ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam sẽ tăng trưởng vượt bậc trong 5 năm tới. Theo bài viết, Việt Nam vẫn không ngừng thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp điện tử bất chấp tác động của đại dịch COVID-19. Bài viết dẫn dự báo của công ty khảo sát và tư vấn về công nghệ Technavio nhận định ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 19%, tương đương khoảng 6,16 tỷ đô la Mỹ trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024. Cũng theo hãng nghiên cứu thị trường Fish Solutions, các khu công nghiệp của Việt Nam vẫn thu hút đáng kể vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong ngành điện tử. Số liệu của hãng nghiên cứu thị trường Counterpart Research cũng cho thấy lượng xuất xưởng điện thoại thông minh của Việt Nam quý 2 năm 2021 tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020, bất chấp làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư. Hơn 10.000 người tiêu dùng tại Australia sẽ có dịp thưởng thức gạo Việt Nam thông qua chương trình xúc tiến thương hiệu gạo Việt Nam có tên là Việt Nam Land of World's Best Rye. Việt Nam, vùng đất của gạo ngon nhất thế giới. Theo đó, 10.000 túi gạo Ban Mai Cung Đình là nhãn hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng tại bang Tây Australia đánh giá rất cao về chất lượng, sẽ được nhà phân phối M-Import và hệ thống siêu thị MCQ đảm nhiệm tặng 10.000 khách hàng dùng thử. Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, 7 tháng đầu năm, trong bối cảnh nước này giảm mạnh nhập gạo từ thế giới, nhưng gạo Việt Nam xuất khẩu sang Australia lại tăng trưởng ấn tượng đến hơn 37% về kim ngạch so với cùng kỳ. Nguyên nhân do gạo Việt Nam có chất lượng ngày càng cao cùng với nỗ lực xây dựng thương hiệu đến người tiêu dùng.
Trong bối cảnh phòng dịch bệnh và giãn cách xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gộp 2 tháng bao gồm tháng 7 và tháng 8 năm 2021 và cùng kỳ chi trả tháng 7 năm 2021 cho gần 600.000 người hưởng với tổng số tiền 2 tháng là 5.700 tỷ đồng. Việc chi trả được thực hiện đảm bảo an toàn, kịp thời với sự phối hợp của Bưu điện thành phố. Bà Thức là một trong số gần 300 trường hợp đăng ký nhận trợ cấp xã hội tại nhà do điều kiện gia đình chưa đăng ký nhận qua tài khoản ngân hàng. Tháng 8 này khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, theo phương án thống nhất giữa Bảo hiểm xã hội Hà Nội và Bưu điện thành phố, việc chi trả tại nhà được thực hiện gọn trong thời gian 3 ngày từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 8 với điều kiện phòng dịch cho cả nhân viên bưu điện và người được hưởng. Anh chị em ở bên bưu điện thì rất là nhiệt tình. Mùa dịch như này thì được chi trả như này tôi mừng lắm. Mà tôi coi như là cảm ơn các anh các chị. Thì bưu điện trung tâm 1 cũng đã xây dựng lên phương án và theo tuyến đường để anh chị em nhân viên chi trả để thực hiện làm sao vừa đảm bảo an toàn về tiền và đảm bảo cái phòng chống dịch COVID trong thời gian này. Bảo hiểm xã hội thành phố và Bưu điện Hà Nội vẫn đang nỗ lực đẩy nhanh lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội để vừa an toàn cho người dân, vừa đáp ứng yêu cầu về chính phủ điện tử, hạn chế dần việc giao dịch tiền mặt thông qua phương thức khuyến khích người hưởng đăng ký thẻ ATM và Bưu điện cũng phát hành thẻ cứng để người hưởng có thể ra rút lương hưu và nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội vào bất cứ thời điểm nào tại các bưu cục trên cả nước. Phía cơ quan Bảo hiểm xã hội Hà Nội và Bưu điện Hà Nội cũng đã chủ động xây dựng phương án để mời các cái đối tượng nhận lương hưu là chuyển từ hình thức là lĩnh tiền mặt sang hình thức nhận tiền qua ATM và phấn đấu đến hết năm 2021 này thì 50% số đối tượng hưởng sẽ chuyển sang để lĩnh bằng thẻ ATM. Đây là lần thứ 3 trong năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, linh hoạt chỉ đạo chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội gộp 2 tháng vào cùng một kỳ chi trả để đảm bảo quyền lợi cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời và an toàn phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, ngành đẩy mạnh thực hiện các biện pháp khác nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp và người lao động. Triển khai cái bảo hiểm xã hội số VSSID trên toàn quốc thì cái kết quả cũng rất là tích cực, người dân cũng đã dần biết đến nhiều hơn đến bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với ngành y tế chính thức triển khai việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID trong khám chữa bệnh trên toàn quốc, tạo thuận lợi cho người tham gia trong khám chữa bệnh và giúp hạn chế các giao dịch trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong các thủ tục liên quan tới thẻ bảo hiểm y tế giấy hoặc thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua đó góp phần cùng cả hệ thống chính trị tích cực phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngoại trưởng các nước EU vừa tiến hành họp trực tuyến bất thường về tình hình Afghanistan trong bối cảnh liên minh đang khẩn trương sơ tán công dân phương Tây và nhân viên người bản xứ khỏi sân bay Kabul. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu Joseph Borrell cho biết, liên minh châu Âu sẽ chỉ hợp tác với chính phủ Afghanistan sau khi Taliban trở lại nắm quyền nếu họ tôn trọng các quyền cơ bản của phụ nữ, thanh niên, người thuộc các dân tộc thiểu số và ngăn chặn việc đất nước này bị khủng bố sử dụng làm căn cứ địa. Brussels sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho người dân Afghanistan để chống lại tình hình nhân đạo đang xấu đi ở quốc gia này và kêu gọi tất cả các bên liên quan cho phép viện trợ nhân đạo đến được với người dân Afghanistan đang gặp khó khăn. EU sẽ giúp các nước láng giềng của Afghanistan đối phó với dòng người tị nạn và di cư vì châu Âu lo ngại một cuộc khủng hoảng di cư tương tự như năm 2015. Ngân hàng Trung ương Italy cho biết nợ công của nước này đã đạt kỷ lục mới là gần 2.700 tỷ euro, tương đương với khoảng 3.170 tỷ đô la Mỹ trong tháng 6 vừa qua, tăng 9,2 tỷ euro so với tháng trước đó mà nguyên nhân chủ yếu là do khoản nợ mới của chính phủ. Khoản nợ mới của chính phủ Italy trong tháng 6 là 9,3 tỷ euro, dù tổng thu nhập từ thuế đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Theo thông báo của Ngân hàng Trung ương Italy, tỷ trọng nợ công trong tháng 6 của ngân hàng này, chủ nợ lớn nhất của chính phủ Italy đã tăng từ 22,7% trong tháng 5 lên 23% trong tháng 6. Trên thực tế, tỷ lệ nợ công trên GDP của Italy đã thuộc hàng cao nhất thế giới từ trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, với 134,6% vào năm 2019. Những tác động của đại dịch kéo dài suốt 2 năm qua càng khiến tỷ lệ này tăng mạnh, do chính phủ phải tăng cường các gói kích thích kinh tế và chăm sóc sức khỏe, trong khi doanh thu từ thuế giảm. Theo ước tính của công ty dữ liệu Statista,
nợ công của Italy sẽ đạt đỉnh là 155,7% GDP trong năm nay, trước khi giảm xuống còn 152,9% vào năm sau, khi nguồn thu từ thuế tăng lên và kinh tế phục hồi sau đại dịch. Các nhà tổ chức Paralympic Tokyo vừa thông báo tất cả các cuộc tranh tài tại Thế vận hội người khuyết tật sắp tới sẽ diễn ra mà không có khán giả, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan mạnh ở thủ đô Tokyo.